បាទសួស្តីលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាបន្តជាមួយកម្មវិធីនីតិអប់រំរបស់ស្ថានីយ៍ទទួលខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ 9បាទថ្ងៃនេះយើងមកជួបសម្ភាសន៍នៅទិដ្ឋភាពខាងក្រៅជាបន្តទៀតជាមួយនឹងសិក្ខាកម្មដែលបានទទួលការបណ្ដុំបណ្ដាលពីសាលាកសិករថាតើបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលការបណ្ដុំបណ្ដាលពីសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមមកយកមកអនុវត្តទៅលើផ្នែកអ្វីហើយតើសិក្សានោះទៅលើជំនាញអ្វីដែ
ខ្ញុំមិននិយាយគាត់ថាទំនុកចិត្តឥឡូវប្រហែលជា 50-60% ហើយបាទព្រោះយើងអាចដឹង
đầm rơi cá bò mòn nhớ này bà mòn về về từ chè về từ cá tham ấy khai cái đời từ cá tham ấy nhớ dương ai đằng bà dương ai vậy tham tới về ai tụt cắt bàn khai bà về mình sâu đằng ở đây bà chỉ cá bứt bắt chỉ cá bứt ở vậy để dương miên chụp nét đằng miên bọt sót về ai tụt bàn lấy bà phía bờ chơi để cá miên rưng mũi cổ hắt để phơi để cá miên plim plim bà tụt cái sừng chân cản chầm mòn chầm tiền đi rưng mũi cản chầm tay bọt sót bọt miên hắt để phơi tại mũi bọt plim này thế dương khát bằng tèn sòng bà cái hạt thở lấy ở vậy để chia cái hạt sắt chỉnh chầm bỏ dương tèn tay tèn mòn tèn trụ tèn ti anh chẳng nấy cái thằng nó bị để hai phải trôi một liềm cứ thả ông bớt sạn đôi chỉ chụp ngứ trôi một liềm cứ thả bớt sân bờ cạn than bờ dương tự rong nơi sầm biết nút cứ thả dương ở hai cái hạt ở tiếng pivilia nâng cao chụp này nơi tập prạ cứ thả ở linh thầm đo bả chăng giờ cả bộ mũi khay mà đi dương chặt tục thả chỉ bật sáu thay có phần tay sầm lấp bông phong to thầm đo miền cẩm rong than nâng chạm dọc nơi cạn than đi bật thay tiết ở căn để tự lùng tự lý đầm bay cột cung nơi không đồng bọn đi đại tế là một dạng nè bả nhom bầm non nhom từ bạch thèm vậy bạch thèm và bạch thèm từ vị chở nè còn thà à lâu viêm toàn viêm tâm tập hiệp bà cái này thì thà như khoát tuấn nè bà tiếp con chụp bôi nâng ở vây để dương ban từ tua ca bạch đồng đan hơi kia nha sầm mặt tập hiệp bà dương người mình uất thầm rồi phi rồi bạch thế dương ai chừng trăm ban bà dương ai chừng trăm ban bà nhom đối đàn pi môn môn nâng lấy khóc nè thằng thà à lâu dương thằng bờ sân viêm môn tập ban phần này hay hồi cua này hồi cua này bà bia hai này phải tích cho thằng nào nhom bà bia ở tập ban môi mà cả lâu ấy bà bia tập miệt tập nục chết được bà khăng côn mòn này côn mòn chập bà ở mùi khai chập bị chân bị bà bị tụp nhau hốt bà hồi ta mà khai bà bà chậm mà hai này phải cua bà nơi không chụp nói như ta dương cua thay toàn bệnh bệnh côn tội nâng đầu ở lòng quân hai này phải nâng ti mũi dương thử sầm khăn mông phốt cầm đầy nè mà cầm đầy mòn pi mà ngày lâu đó mà tết thời ca cầm đầy của man và man dương đặt bờ lơ cô hai này phơi qua cô hai này phơi và ra chơi như chẳng phần tay bây giờ miền à nhà đây nhom ba nhom ní về ai tiền một mấy đang bỏ ba về ai đang cầm chờ của món trong cá dương ở đằng tháp về cầm đầy mà này những dương miền là đằng tứ vì ai đằng dương ai đại rề và liêm miền và liêm mỗi rề phần năng hết bắt to máu bắt to pika thay to cầm đại hết dương thời do chặt tụt đại từ lửa vậy thì đã còn món tôi nhưng đại dương bị bạn nè thử vạ sang thử vạ sang và vạ sang vạ sang tầm mà đón được mỗi dương miền phẩm ăn đồ bay đòn không còn món mỗi dương vạ sang đòn bay đòn vạ sang bay đòn và bắt to máu cứ bóp trong này hà và này hà protein thời được còn món kháng protein tắc ta si ở group cron về ở ai không màn và về cron cron cho là protein ở group cron mà phay mùi mà giống này bà chắc phát pi mùi khai lan tới tập chập pi mùi khai làm ngay đọc ngay tới dừng bây giờ chị ở miền cầm lăng chất khăn bà và việc ca lụt lọt với tu lượn bà chẳng là ca đo chậm này với nhà ta bị nhiều hoa hốt đó mùi khai rồi mùi khai đọc ngay nhưng đo chậm này xong rồi bà xong này xong rồi chị ta và tôi mới đọc pi mùi khai lăng tới dừng đo chậm này xong luôn này bà mà chưa cao phát bát tu thiền sinh chân phật sơn mà dương ơi chậm này chậm lại từng ó có bán có phần tái dương thời chậm này cho ra na ta cà lụt từ vinh bỏ dương vị hát nhưng thầm mà rui luôn còn là màn trăm mà lòm hứ vị ấp minh phật chậm này bà ti xa nơi ti ni sầm lấp ti xa mòn sải để dương kia kia ca chỉnh trăm bụi mòn sải mà mòn bầy xa được để lụt tam ti xa mòn thông đặt sạch ọt rụt chít hay hộp tư sọc sọc nứng tôi mà vinh mòn sải rồi bởi dương ban cầm lấy cái phu chương mòn để cái lụt tam ti xa sinh thiết được bao giờ mà thế bàn của chuyện bà về mà thò mà đá mơn của môi mơn phần này bà khai chân chết đời bà tật ní thì là vậy pi mơn này dân kia các bạn tật mệt thế này màn ngày tiền chết mệt thế bà nơi đã buồn ngày tháng ngày đi bà ok
បាទអរគុណជាការពិតគឺថាតម្លៃមន់ដែលយើងចំពូចមន់ខ្មែរគឺថាមន់ខ្មែរយើងសុខសាន្តគឺសម្រាំងមេបាពូចគឺជាពូចមន់ខ្មែរអញ្ចឹងការទទួលទានក៏ឆ្ងាញ់ទៅតាមនឹងដែរគ្រប់សំនឹងការថែទាំនិងផ្ដល់ចំណីអាហារបែបធម្មជាតិដែលត្រូវបានទទួលការបណ្ដុះពីសាលាកសិករក្រីសង្គមបាទក៏ដូចជាសិក្ខាកម្មដតីទៀតផងដែរអរគុណណាស់បងប្រុសដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាចុងក្រោយដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនិងជាពិសេសអំពីនីយោបាយជីវប្
chỉnh chăm đôi bông phớt ta miền Tây Nam sẽ là phổ cập. Ồ nhầm đầm bông phô nương o nơi sọc bát thi nương chăm món nương o khnì ra phát can chăm bờ trong chuột chế cho ta nãy nhìn chăm món che hạ cà khnì. Bờ che bậc cao chia hạ cúng nương bậc cao hạ cúng mà họ tiệp xa của món thòm đá bờ dương chăm mà nẹp pin nẹp chmuôn kia tầm lẽ ai bận bờ dương nơi sọc dương miền bậc cao hạ cúng thứ món của ai bàn thay đây. Bữa món ta bậc cao hạ cúng vì mình đáy chứ nè bữa dương cho con thẻ nương chồng môi kia đấy dương bắt đầu bà với bàn thay bà chẳng bàn không sao nông bờ ơi nè sọc bờ thi nè chăm món rồi nó nên chăm món hái miệt quanh hạ ấy tê xu nia tư cùng lẽ ta lẽ và ra chơi ơi bữa can chăm món ở ai lẽ bà nè dương bờ ở quay chuột chế cho nắng dương dược phải học nha từ bên từ mờ giống chuột chơi hơi miên nó ngon nha cùng từ ngon vô đồng miên đại anh nè cò chơi đã cò giống á nè nè nhầm trăng sơn ông bò tha bông ôn châm món miên ấy để phai để cho nén châm tôi cho nén chạy lệ ở kia tôi vì mình đi khát bóng ngày mai được kia và dương miên mai miên là men chuẩn chiết kiên miên trong ba năm năng nè và ô con ba ô con chân và tru chân sinh chân chỉ cả bật bật cho bọn đi đầm rơi cả hộp chốc cứ thả cầm nai bị chi chun cầm chi bỏ những cổ cán khi thì show cổ cán để cán vị nhô cổ cán để cán chẳng đầm rơi cả hộp chân bên đến nhưng chẳng xong ở dương cho là nào chi bỏ vào dương đầm bấy ai phò một phò láng lư ca chỉnh châm đầm bấy cốt cung ta nứng cầm rắt cầm nai này chấm nôn mình nơi cầm chi bỏ dương hay bên sân bỏ dương ai cốt cung mán châu luôn thì ngọc này cứ thả dương mình bách non chố phí cái này bình thường bà ocon hay sự khâm tha tru tế sinh chun ban sự đáp hay dương phát sai như đâu nơi cái này nhé đại chi chụp nét đang bật bật cọt ở đây bật to tiếp tục chụp cho mọi người lực lưu sờ lại cắt co cái sự khâm thả tá ca chụp chỉ tây bản khăn ông ca chỉnh chấm tiền sạt trong tất cả đôi chi lừa cốt nâng cả đầm đầm nam cả sự cảm đồng xóm giang đôi mình đấy chụp cho mọi người lực lưu cắt co nơi cái đây sự khâm tiếp đó bắt xong ocon
បាទអរគុណលោកគ្រូដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហើយសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាវគ្គបន្តទៀតនៃសាលាកសិករក្តីសង្គមមានអ្វីផ្ដល់ជូនដល់សិក្ខាកម្មដែលកំពុងរងចាំទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីផងដែរនោះបាទសូមអរគុណសាជាថ្មីលោកសុភ័ក្រតែងតែរំលឹកនិងអនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំបាទបាននៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការចែករំលែកពេលវេលាទាំងអស់នេះនឹងចំណេះដឹងដល់កសិករខ្មែរបងយើងធ្វើយ៉ាងណាមួយទេ បាទអរគុណលោកគ្រូដែលបានធ្វើការជម្រាបជូនអំពីបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសគឺដើម្បីទទួលបានជោគជ័យទៅលើការចិញ្ចឹមនិងការដាំសម្រាប់សាលាវិញតើមានកម្មវិធីសិក្សាអ្វីបន្តទៀតដើម្បីផ្តល់ជូនដល់សិក្ខាកាមគ្រប់រូបដែលកំពុងរងចាំតាមដានទស្សនានៅវគ្គសិក្សាបន្តដែលមានចំណងចំណុចចិត្តលើសាលាកសិករក្តីសង្គមផងដែរនោះបាទ បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលតែងតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹងនិងពេលវេលាដល់កសិករដែលកំពុងតែតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកម្មវិធីសារបស់សាលាកសិករក្តីសង្គមរបស់យើងដែលឡែកនៅខែ9ពីរបស់ប្រាំមួយនេះគឺកម្មវិធីរបស់យើងមានតាមលំដាប់លំដោយដូចខាងក្រោមហើយនៅថ្ងៃទី4 5 6ជាចំណេះចិញ្ចឹមទាពិសេស បាទទាពិសេសនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការចិញ្ចឹមទាកប៉ាហើយនឹងទាយកពងគឺយើងបង្ហាត់បង្ហាញកសិករឲ្យយល់ពីការគ្រប់គ្រងនិងការបន្សុទ្ធពូជធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានមេរោគឆ្លងដោយសារអ្នកចិញ្ចឹមទាកប៉ាសពថ្ងៃក៏ដូចជាចិញ្ចឹមទាយកពងដែរគឺមានបញ្ហាគឺជំងឺប៉េះហើយនិងជំងឺអសន្នរោគដោយសារគាត់អត់យល់ពីមូលហេតុច្បាស់អំពីកត្តាពូជនិងរបៀបនៃការបណ្ដុះមេរោគតាមរយៈការចាក់វ៉ាក់សាំងបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិ
nâng ách bằng can bạc chìm nô ta mà dạy ca sạc xa khai khai ní và hai sạc xa ta dạy bị bấy thang ai tế hai trong cam thi sạc xa tía ní cứ xa la ban bằng đá cả sạc xa dù vi ca cài chân này chân này cổ phết bì chân này con tía đo chân này tía bông nâng cực rong đòi cả sạc xa dù vi ca chân rực bụi bằng sạc bụi nâng chân rực bông tha cả ta bông ná để miền mê rục chóng nâng mình miền mê rục chóng đàm bây dương chùm rút chắp bì bông rồi hốt đó chìa con nhó con nhó chân chân rực bằng tiết nâng ca bằng đô mê rút thôi dương ná ôi bằng đô mê rút bà thân trắng đàm bây ca bìa mê rút bìa mê rút chóng tập chấm lại như hơi để dương ai chân rực bằng cả ta bụi được luôn này chân ca na dương miên cả ta bụi hai cả ta chục cháy cót nâng ca miền làng và hắn chìm lại tìm mùi và hai nâng đặc biệt mê ca cũng có rột bò chấm này rồi bọc tật thôi dương ná miên cả ta trầm trơ dương trơ bà nâng tị bấy cứ dừng ở cả score chê vì thi xa nông cạp nhỏ bông tiệc luôn ánh con tiệc được luôn ánh nằm bấy miên bê bởi liên nà mũi xóm xóp nằm bấy chân rực bút cốt cung mà nói miên mê rục cho lòng trong đập bòn bỏ dừng nâng đập biếp này ca phải lật tù phí nhỏ và lật tù phí nhỏ này cứ chỉ đường mùi đề xâm khánh cứ cả score trở tại chê phải lật tù nâng chê phí nhỏ nằm bấy cục bông bút luôn ánh chia viên dừng lùm hồ bút cho bị bỏ tê nâng đặc biệt này ca pra pra thanam xìa ba chữ ở sân rốt đặc biệt ca pia chữ đã sai nằm xìa ba chữ hào mục và chữ xem xên để dừng thọc chụp hói mình ai xìa ba bản nâng ở vây đề xâm khánh nó cứ chê phải lật mê chi thòm chiết và mê chi mê chân ấy mê thanam thòm chiết chùm nốt bốn múc xâm lập ẩm bọn sốc gọp hiệp sát bao dương mình ai chứ bê phạm đồ cá hàng cát thiết nà nê cứ chìa chùm nến tia bì xe để lấy nhật khai ti bạm bốn cứ chìa chùm nến đam tà nam hai đồ phô nếch để chìa đầm nam đây là bài đầy tật chí đam nông bọn tật mùi rồi phía rối đòi dương kron tệ đam nó không bẩm bông tiếp chô bẩm bông được xây làng xa nào rư không đọp tật sót kron tay là bài xa thiệt chí dương ạch đam bàn hai bùm chậm bạch bạch đầy đế cứ dương bạch đầy tật mùi rồi phía rối cứ chia chấm nền để đám chị đám nắm đòi vào phần hydroponic đòi lấy hai tí đập môi cứ chia chấm nền sabu liền chan bỏ cả ai tất cả ôm và tất liền cái chọn nước bánh cà rô nước tất liền cà rô và hơi sẽ làm em cũng xong và đẹp cũng đẹp dạng thằng ớt lừa cà rốt sabu tại đây là đập pí cứ chia chấm nền plus sabu độc luôn nâng sabu cọ sọ hơi sabu độc luôn cọ sọ còn bên xong và đẹp và tôi thì đang plus đá hơi cà cài chân ấy trên pí tất khmum là bọn khmum nâng tức đoàn phải chơi khả năng sọc thằng ai tí đập bay đập buồn đập pram chơi trên mình sạch tù tư môn tiêu cụ trực lận tù bằng con còn kẹp chú cô và hai xa là bạn tức nộp ảnh vót nâng thuốc bắt bằng hai nơi toàn nâng xa là tại mà đó nói xa xa là mình cả lại những chấm sát nâng xong và đẹp cục con nâng cả đồng nộp ảnh vót chìm xế ca cài chân này chấm nấy xâm rách rồi bỏ sạch môn tiêu chú nâng sai xong pi và thọ thiệt đam phải chơi rồi có chiết cướp bẹp da thằng ót nằm bay thôi chia chấm này sát hơi nâng cái chân này cả sầm lo thiệt đã thẹt bái thôi chia chấm này sát đời lấy những thay thì đập rồi môi chia chấm này một cặp phụ còn cái một cặp phụ còn cái này cứ đập đã cả score ở vô bay rồi biệt tim môi một cặp bẹp thòm chiết sụp bại niệm mất nên một cặp bẹp chia sát một cặp bẹp chia sát đời chạy ọc môn còn nốt pi với lý ở cái đó phol ở dương nằm bay ở bằng phút cung côn lừa tìm xa ta nằm rồi cả hơi nằm bay bình chia cả para chơi đào cả score nữa cứ dương ban
chừng all bằng hai chấm nó bay pì xe cài bị cá lụt lo bà chừng bốn vị lụt lo bán lụt ra tại nẹt ngon nếu cút công vị phong còn cáp ở khai chỉ còn ốc khai chía còn cáp cứ dừng từ cút công tất bay chấm nó tí mối cứ ph tí p tí p tí bay cứ p p m tèo bay chấm nó ní cá score nằng vô đằng bàn chấm hái khai miền cá rồi lụi còn ốc tí đôi cá score môi chấm nón cầm phong tại nhỏ này cứ miền bảy hà chán lừa cá lụi còn ốc đây mình bán chục chi tại sao con mưa to to khnề tam youtube rồi cả tam nẹt chết khang che tạ khơi che nón này thưa cả ta ní mình bán chục chi thì bọn ôn từ nghĩa đâu chấm nẹt đằng chấm nay p và liệt khai đi đam bay vô chấm nẹt đằng tới bùng rắn đam bay phải lật còn một cái rồi lật sạch sát lụa không tìm xa bò gì đây lại như ngày tì đắp làm pi chưa chấm nay một cắt nhọt tray anh đại mà nhọt tray anh đại này cứ chưa chấm nay mỗi đại rộp prạ châu bàn chả nói sao phong tray mỗi cứ dương lật bàn côn rộp mền cả bà hơi dương miền prạ chấm nô phu na nông cao lật ní hơi có đôi chỉ ca bùng rắn có đôi chỉ ca cột côn côn phu sắt không sọc bò dương bán ta mới dạ cặp nhọt tray anh đại cứ là được non pi ca nhọt đặc biệt là chả ọc môn đặc biệt bột dục spam từ là bài chấm mồi nông phong liền chấm ọc môn là bây giờ được nhọt khai chỉ côn mà sai cột phong chỉ côn sai khai chỉ côn phu khai chỉ mẹ bà phu nhân sai sắt lộ lừa tìm sát nằng cá cai chay chấm nay được luôn anh chia hết chấm nay crop nâng chia chấm nay đại dương bằng to bằng sòm chúng dân thưa rằng ná ao rốt cho họ trên nhà bán nơi đầm lại tiệm hai ca nhìn chăm đấy cứ nhìn chăm rằng khăn ông án trang nhìn chăm là khăn ông sạc và đây lấy như thay tỷ đập bầm bay đập bầm bốn chia chầm đi nhờ nhìn chăm không muốn và nhìn chăm không lấy cứ chia chầm nuôi để ó hơi chia chầm đi mua những chiếc về liệp bán ông ca nhìn chăm nơi cày te chúng mình phải về làm nơi than bỏ dương khăn ông chầm ca khăn ông viên sài thôm của dương ai thưa ca nhìn chăm bàn lại không muốn đời xa không muốn nhưng đang hay thà mà lúc miên chầm này đang đang miên cầm lăng khăn khá miền ẩm nại cướp bài giảng từ ốc còn ta mà nói ạ sao mà tập hiệp mối cứ từ vô tập đòn cá ở khai giờ tập không tập bàn thì chẳng miền tập sạch không tí để tập kẹp vô tập đòn cá ở khai giờ tập không hai tập làm mồ làm ong cá ở khai tập chia làm ong không hai tập làm mồ chỉ chia cho đập khai chơi xem xem ở khai tập chia cả mồ không bà chẳng hai chia chấm lại bay đi vì sao nên sản phẩm sạch không đối trên tiếc trong ba vận động đã cắt score ở yếu vì cao promo phát tiền bay nâng cao cục chrome siêu ba chẳng ngư và lật chấm này bà vì thi sát nâng cao bằng cao sạch không bà bằng cao bay được biết từ sạch sụp bạn đi mất bà xâm tố bà bằng cao sạch bạp thòm chiết bằng cao đời sụp bạn đi mất nâng bằng cao bay vật chia sát đại hát bằng cao bà con đi cột bà nếu cứ chia được biết nâng cao bằng cao sạch không nằm bay bình chiếc của mọi ca nhìn chẳng muốn nung mua và là chảy bà đời lấy như thay ti mà pay nâng ti mà pay mối chia cho mình đam đầm nằm bà đam thân nắm còn chẳng đại cả score bao nhiêu cặp phong tại miền bà rầm miền phanh hà chỉ trơn cả đam tới đầm nằm khá tới chia rồi lui chụp lật bà miền ca chụp ca miền cất đập chụp ca mình chụp tiếc cất đập tại phai cái nhanh cái nhong ruồi phai mình là o cất đập lật bà sắc sưng tới chỉ phanh hà tầng o còn ta cả score mình vô phanh hà tầng o ní một đợt sai tí bài chỉ chia thả chia tầm lọp ní khâu hời nè bọn ôn nghĩa mà luôn cho nên đơn là mấy cái này càng nghĩa tầng o ní hời dương cái phai pi tầm lọp pi mùi chấm lụa phai chơi mà đón cái tới chia mùi chấm lụa rò thay lụa rò khải tư bàn phật tập hòa bò dương ai cũng cùng lưu tí xa bàn nè chân tí sẽ là bà mình đọc là cả score ở ปลาปลาปลาน้ำแบบทอมจีดแบบวิสาทวิญญาณเอาเมียนตินพอรอไงนั่งระเบียบในกาปลาปลาจีระเบียบในกาเสียบาจมือบังกัดปูดำน้ำดำดำน้ำเตียงระเบิดปรางเตียงระเบิดวิสาจีเสกกาปลาปลาออกโมนระเบิดบัญชีไอ้พลายครุบระเบิดออกโมนเตียงระลุนไอ้เด็กออกโมนระลุนตีบซานั่งระเบียบในการะบายใดกายชนายใดผลัดจีครุบ ครุบโครงจีเด็กลวนไอ้แต่ตามระยะกะสำนักจุ่มเป็นครัวนี่มาทัวร์จีจำในอัตเตสคอมปรานล้อดอกกาดำตะนำแต่สายยื่นสัตว์ไงกับพวงแต่บอกบางชาวบัตรทิดดามจีจานเลยยื่นคว้าในจมเหตุดังอย่างเต้นในเวียดดำตะนำนั่นคือยื่นบานรบราคาสกออยู่จานตะลึกกาเสียบาจึงงื้อกระโดดจีกาผลัดจีนึงผลัดน้ำดับใบดำตะนำบ่อยยื่นไอ้บานตินพอลเชียประจำรอไงบ้าง ดังไรเนี่ยทั้งไอตีมาเพย์ปีเจี๊ยจิมเนียนยิ่งจำสมโตบาเจี๊ยจิมเนียนผลัดเมจีปีเซบาเมจีปีเซนี่บานในทางกัสกอเจแตงผลัดเมจีเมธนามเมจิมในเมออกมอนหนึ่งเมธนามบันไดสลัดหากขนมเมนี่มวยหนึ่งมวยกัสกอเจแตงกาไก่ชนัยวัดท่อสมรัยโดยเจี๊ยผลัดธนามบันไดสลัดผลัดหาบัมปอนแบบทอมจีผลัดจิมในไตรมอนปีจูกของไก่บาผลัดธนามผลัดจีบาเจแตงอ้อทางโครงการผลัด ในเวลาปีเศษนี้บ้านมันโจ้ในการที่ประมุ่นจำนวนทมทมบ่าแต่หลายทั้งไอตีมาเผยใบมาเผยบัวมาเผยพรำที่จำเนียนจึงจำมอนปีเศษ
បាទមនពិសេសនេះគឺផ្ដោតទៅលើកសិករឥឡូវនេះកំពុងតែមានចំណោលយ៉ាងខ្ពស់ទៅលើការចិញ្ចឹមមនពិសេសដោយសារគាត់សិក្សាហើយគឺគាត់មានចំណេះចំណាញមួយចំណាញឯកទេសទៅលើការចិញ្ចឹមមនទាំងការគ្រប់គ្រងពោមនខ្លាយទៅជាមេបាពូចេះទាំងភ្នោះកូនមនចេះទាំងផលិតទូភ្នោះចេះទាំងប្រាថ្នាវិជ្ជាសាស្ត្រដើម្បីព្យាបាលជំងឺមនពេលមនមានជំងឺអសន្នរោគហើយមុខរិះប្រាស្រ័យរិះឈាមរិះធាវរិះសនិងអត់រំលីកែជាដើមនឹង ចេះផលិតនៅអាហារបំពន់បែបធម្មជាតិដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់មកឲ្យសត្វឈឺពេលផ្លាស់ប្តូរកាសធាតុឬជាសត្វឆ្កាញ់កលែងចឹមអត់ទាន់ស្អុយនឹងទី4គឺកសិករគាត់ចេះផលិតទូភ្នោះប្រើចរន្តអគ្គិសនីដល់ខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែផលិតដើម្បីប្រើប្រាស់ទេគឺគាត់អាចផលិតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផ្សារនិងតំបន់អេកូរ៉ូនៅដែលឡែកនៅចំណុចទី5ជាចំណុចមួយដែលជាកសិករចេះនៅផលិតជីប្រាថ្នាម្លៃសត្វល្អិតល្អក់ម៉ូន ប្រដាហាំពន់សម្រាប់ដំណាំម្កាស់ដើម្បីទាញផលពីដំណាំម្កាស់យកទៅគ្រប់គ្រងលើការចិញ្ចឹមមាន់ដោយបំចំបាច់បំរុងប្រាក់ទុកនេះគឺជាចំណុចពិសេសក្នុងវគ្គមាន់ពិសេសនេះដែរបាទអញ្ចឹងនិយាយយើងមានបណ្ឌិតប្រាវគ្គមាន់ពិសេសដែលឡាយថ្ងៃទី6 ក៏ចៅវ៉ាសាំងបាទរបៀបកែច្នៃចំណីគឺសាលាបាត់ដឹកនាំអនុវត្តផ្ទាល់នៅកន្លែងសាលាតែម្ដងដោយសារសាលាមានកន្លែងចិញ្ចឹមសម្ភារៈនិងវត្ថុធាតុដើមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំអនុវត្តបាទកសិករចំណាយពេលតែ3ថ្ងៃអាចទទួលចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅពង្រីកក៏ដូចជាការជំរឿនជីវភាពគ្រួសារឡើងវិញឲ្យមានភាពអភិវឌ្ឍបាទដែលឡែកនៅថ្ងៃទី21 9 ទី30គឺជាចំណេញ8សត្វដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាចំណេញសំឆ្នាំវិជ្ជសា
ម្ព័ន្ធសុខភាពសត្វឡើងវិញបាទកត្តាទាំងពីរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកសិករខ្មែររបស់យើងមានភាពរីកចម្រើនដោយសារវិស័យចិញ្ចឹមកសិកម្មនៅស្រុកយើងគឺយើងទាមទារទី1អ្នកចិញ្ចឹមសត្វពឹងផ្អែកលើអ្នកដាំដំណាំដោយសារគាត់ត្រូវការវត្ថុធាតុដើមមកកែច្នៃជាចំណីកែច្នៃជាថ្នាំនិងអាហារបំពេញដល់សត្វរបស់គាត់ឯអ្នកដាំដំណាំគាត់ត្រូវការធម្មពលសុខភាពល្អដើម្បីធ្វើការដំណាំដូច្នេះគាត់ត្រូវពឹងទៅលើអ្នកចិញ្ចឹមសត្វអ្នកផលិតកម្មសាច់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មក្នុងស្រុករបស់យើងមានតំណែងគ្នាជួយសម្រួលការងារគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរបង្កើតការងារក្នុងស្រុកដើម្បីបញ្ជាផុតការចំណាក់ស្រុកលក់ពលកម្មចេញទៅក្រៅនិងបញ្ជាឲ្យបាននៅអំពើអបាយមុខគ្រឿងញៀនសេពគប់និងការចាប់រលោភផ្សេងៗបាទនេះគឺជាបំណងដែលសាលារបស់យើងតែងតែរៀបរកគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីជួយដល់កសិករខ្មែររបស់យើងណាអញ្ចឹងថ្ងៃទី29-30ជាជំនាញពេទ្យសត្វអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែដែលកំពុងតែតាមដាននៅកម្មវិធីរបស់សាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមដែលបានសហការជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ9នៅនាទីអប់រំកសិកម្មនេះបងប្អូនចារារំអាចទៅតំណងមកខ្ញុំបាទតាមអាស័យដ្ឋានដែលស្ថិតនៅភូមិស្ដៅកន្លែងឃុំដែលឥតស្រុកទៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបណ្ដោយជាលី1មកពីភ្នំពេញហួរបង្គោលគីឡូម៉ែត្រ24ចម្ងាយតែ700ម៉ែត្រទេនឹងឃើញហើយស្លាកសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមនៅខាងឆ្វេងដៃបើបងប្អូនពុកម៉ែដែលធ្វើដំណើរមកពីក្រុងអវត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងអ្នកលឿងស្រុកលឹកដែកបាទតម្រង់ឈ្មោះមកទីក្រុងភ្នំពេញមកមើលស្ដាំដៃហួរបង្គោលគីឡូម៉ែត្រ25តែ200ម៉ែត្រទេនៅខាងស្ដាំដៃនឹងឃើញហើយស្លាកសាលាកសិករក្តីសង្ឃឹមឬរកមិនឃើញទេអាចត្រាក់ត្រងមកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងតាមទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែគឺ085-067-74-0និង65បាទ085-067-74-65និងមួយខ្សែទៀតប្រព័ន្ធ smart 016-52-53-59 016-52-53-59បាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលជ្រាបពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដាននិងជ្រាបយកព័ត៌មានទាំងនេះដើម្បីផ្ដល់ដល់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាកូនរបស់យើងឲ្យមកផ្ទេរយកចំណេះដឹងពីសាលារបស់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកគ្រូដែលបានផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍ដោយកម្មវិធីបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមលំអរកាយគ្រប់លាវិញជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកបាទសូមអរគុណ